mình gia đình đã đến Phú Quốc và nhân viên của Green Bay đã đến là đón về màu xanh, là biết là màu xanh và bay không có chút mình. Trời ơi, cố tình mà hai chồng mặc đồ của Green Bay luôn hết trơn. Chúng mình đã leo lên xe của Green Bay. Tuyệt vời quá, cảm ơn cưng. Cảm ơn nha. Quá là lịch sự luôn. Từ sân bay Phú Quốc, sân bay Phú Quốc cũng đẹp quá. Sân bay Phú Quốc quá đẹp luôn. Và từ sân bay Phú Quốc mà về Green Bay á, thì sẽ là 28 cây. Đi vào tầm khoảng 40 phút. Trời ơi, vô tình sao mình hai bị chồng mặt đúng là đồ của Green Bay luôn. Nó không tính trước hoàn toàn. Anh chỉ bản thân cái điện thoại này như vậy luôn nè. Đây là Cindy làm manager hả? Yeah. Manager của cái Green Bay này. Hi. Và đặc biệt là bạn rất, tức là bạn nói được 45% tiếng Việt, nhưng mà khi mà bạn đi karaoke là 100%. Và cái người ca sĩ bạn thích là ai? Nó không lâu quên cận nổ. The singer. Singer. Yes. Mỹ Tâm. Mỹ Tâm với bài gì? Bài gì? Người hãy quên em đi. Đó, người hãy quên em đi. Yeah. Và một người nữa, cái dòng gọi là dòng bolero đó là... Bolero, help me out. Come live, a mule. No, Miu Lê là nhạc trẻ, Miu Lê là bóp lát, chim trắng có một cội. Yes, chim trắng có một cội. Tình anh như nước con sông đầy, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em lúa xanh trên đồng, kẻ nước trời nhiều tôm bông. Thank you. Okay, let's go. Trời ơi, ngủ ngon sướng gì đâu. Đúng là gió biển nha mọi người, gió biển tất cả mọi thứ. Wow. Trời, cái gì vậy? Tôi cũng biết quá vậy trời. Ủa, cái gì mà bài sức tưởng tượng kia trời. Lần đầu tiên mình đến Việt Bay thì cũng là một cái lần mà tạo cho ấn tượng quá là tốt với mình luôn á. Hôm qua là một cảm xúc khác, sáng nay là một cảm xúc khác. Các bạn hoàn toàn làm cái điều rất là ngạc nhiên luôn á trời ạ. Chắc có lẽ bây giờ trễ đến giờ ăn buffet rồi. Tại vì thường thì là buffet sẽ là 7 giờ tới 9 giờ. Hôm qua các bạn có dặn mình về này là 9 rưỡi 10 giờ rồi. Nhưng đây là khác là tại vì ở đây ở trong rừng nó mọi người rất là nó xa cái chỗ mà đúng là kiểu như biển luôn á. Cho nên là ví dụ như là nếu như ở chỗ mà nó gần chợ hay là ở kia thì mình có thể đi ra ngoài và tìm ăn đồ ăn vặt hay bất cứ gì, nhưng mà đây là một cái nơi mà nó gọi là núi, tôi là lưng thì dựa núi, trước mặt thì là biển, và đây là một cái khu resort rất là rộng lớn bao la, thành ra chắc có lẽ các bạn sợ là mình chưa tìm ra được cái đồ ăn sáng nếu như mà mình đến trễ. Mà cái này là chú láo đúng không mọi người, gọi là mình hơi cảm thấy là mình hơi kỳ hay là đây là nằm trong cái gói mà của cái phòng này ta, cái đó để mình nói lại nhá. Hello. Hello. Vừa đúng lúc luôn. Đang hỏi là cái này còn ăn sáng không em, hết rồi. Đang buồn á anh. Nói đâu. Khỏi phải đi đâu. Đi ngồi nè anh. Nào. Gì
đó gọi là gì, các nhân viên của biệt thự này, biệt thự nhiêu ta? 75. Các nhân viên của biệt thự 75 ơi, đón khách mới nào. Đây con ngồi đây đi. Ừ, ngồi sao ngồi nghe chánh niệm. Còn sao đâu? Chánh niệm là không nói. Đến cái phòng này cũng ừ, có ngồi đây này luôn. Chú thấy này cũng đúng, giúp chú không? Chú giờ chú là động lực của biết bao nhiêu người? Động lực của rất là nhiều người. Nguồn cảm hứng của biết bao nhiêu người. Tự tin hẳn luôn. Mà cô mất tự tin nha. Cô mất tự tin. Cô phải đi giữ chồng á. Giờ làm cái hồi hộp lắm á. Anh thấy lại đây nó như nào, cảm nhận của anh khi bước vào cái khung cảnh, cái khu này? À, cảm giác cũng như là ở nhà mình vậy. À, có đầy đủ hết, đầy đủ tiện nghi hết. Mà lần đầu tiên đây thích thiệt là vào giống như là kiểu hòa mình với thiên nhiên. Biết đi xa về làm sao chúng ta chị em trong nhà đó. Mà nhờ giống như là bữa cơm gặp ba với mẹ sao rồi các chị em trong nhà. Dạ. Trong cái chỗ này đầu tiên đi vô điều đặc biệt mình thấy là gì đó. Tái tạo giống như những cái bungalow đô này nằm trong cái khu vực. Dạ. Mà cái mạng xanh giờ người ta mình đâu có ai hút trái. Các con thấy có những cái nó những cái con đường này nọ đi xen vào những cái đám cây mình thích ghê luôn. Nhưng mà mới vô xong nên mình nghe ủa đẹp không ta, nó vô không nghe là mình nhớ không biết nó bị hoang cơ đó, cái mình vô cái ủa đẹp không ta, cái càng đi vô cái càng nó mở ra mình thấy hấp dẫn hơn nè. À. Tinh tí là dưới cuối con đường nè. Con ơi con muốn bò, muốn bò đi tuyệt hảo luôn. Ngồi con ăn nhẹ nè. Tối nó ngon, dễ sợ luôn. Tối ăn hải sản, làm phải làm tô nhỏ. Cô lựa đi cô. Cho bắp luộc của con nè, bắp con ngon quá. Không, cái nó chua lắm cô. Đừng phải xanh nó ăn mới ngon. Dạ xanh đúng không? Cô muốn chua hả? Cái này bò hà. Nó giòn. Rồi cô cứ lựa đại đi rồi con lựa lại cho. Mắc không? Ngon quá ha. Không, cà đừng có ớt cái tươi nữa. Cà ớt ngon hơn chứ. Có ớt ngon hơn hay là có ớt ngon hơn được. Bắp luộc rồi. Món khoái tẩu luôn. Bà bán luôn. Trời ơi. Toàn cái đồ mà mình thích không mà trời. Chuối này cũng ngon nè con. Bắp ngon lắm chị. Ừ. Thì mà mình ơi không trời tao bắt cóc hả? Dạ đi bắt kia. Rồi có vài chục thịt nguyên cho mình thấy người ngoài mới đẹp. Đẹp quá đẹp. Ờ ngoài đẹp. Cái chị. Mười là chị. Mười chín lắm mình mềm. Mày mềm không mà chị? Ờ đừng có lỗi. Cô đi chợ ở đâu vậy cô? Ở đây là Phú Quốc nha. Đúng rồi. Phú Quốc. Được có hàng không chị? Có nè chú. Không có, không có cái gì đó. Để bắp trưởng quốc nó hành luôn. Bắp kê. Anh ăn bắp hả? Ủa anh ăn bắp hả anh? Tôi ăn bắp cho chị luôn. Dạ. Anh ơi, mà giờ hôm nay anh trái gì? Cả mơ. Dạ mê anh quá giờ, anh đem nó về nhà anh luôn được không? Dặn gà nữa. Ngon quá à. Chảy nước miếng luôn á, con quay mà con chảy nước miếng. Bà, cũng lộn miếng nha. Cũng lộn miếng à. Ngon quá này. Chị không nọ. Ăn luôn, ăn luôn. Có này luôn ăn. Chấm đi rất là ngon, ngon lắm đó cô. Chấm mỡ hành đó hả? Chấm mỡ hành, chấm đi. Tẩy ra cái nửa ký của lùng thôi, chỉ có mình tôi ăn mà. Ăn bắp không?
Ngon không cô? Rất là cái mỡ hành miền Tây làm rất ngon. Ngon. Ăn. Bên này chỉ bắt những cái mỡ hành. Ngon. Bắt máy đi là tôi bắt máy nữa. Càng đứng lại. Càng cứ vui. Dạ. Bỏ chuối vô. Cái này thả đúng không? Ôi trời ơi. Đi chấm rồi, cảm ơn anh. Ủa? Thử đi, thử ăn. Ừ. Ngon không anh? Ừ. Ngon không? Lạ. Ngon chút. Bắt chị ơi. Để gì để mở hành riêng riêng đúng không? Về rồi mới ấy. Ngon không anh? Ăn quá. Chắc nha. Ăn cái bắp về mới ngon. Bây giờ ra đây đẹp quá trời đẹp rồi. Học dân kìa. Nhưng mà em quá quên lộn. Tự nhiên được chứ. Ở trong cái chả mà chị ăn à, đẹp thế lắm. Cảm ơn chị. Cái là chủ tiên luôn vậy. Thầm luôn lo lắm. Không tiền mua sao con mua cho con trái chuối đi con. Cho con mua trái chuối. Con chuối hả? Vậy đưa em đi. Chị Nguyên cho em xin tiền mượn tiền. Đem cái nướng mình có nước cốt đúng không? Cái này ăn mỡ hành, ăn mỡ hành. Ủa nước nướng. Vậy cho xin bịch mỡ hành nữa đi. Hết quá. Cái khô khô cũng ngon, con thích ăn cái khô khô. Thích ăn cái khô khô. Rồi năm trái nè. Hả? Trái này đi chị. Năm trái rồi, trái mới đi 20 ngàn. Rồi đây. Rồi, tặng thêm trái đi anh. Rồi, ngon. Bắt được. Bị ăn bắt được hai anh em ăn cùng trái đi. Thấy không? Chuối ngon, ai cũng thích ăn chuối mà. Mắt ngon không cô? Ngon. Mắt mềm, ngon chứ trời. Cảm ơn bà chú. Cảm ơn chị nè. Lại tiếp tục ăn. Chú xong xong cái trái bắp luôn rồi. Chú sắp xong trái bắp luôn rồi. Rồi. Ngon nha, ngon nha. Ngon à. Thấy bún lùng ngon nha. Cô nói gì, cô nói lại. Mình sao? Mình sao? Mình thật là sai lầm nếu như không đi bộ. Đi bộ ở đâu? Đi bộ ở dọc bờ biển. Tất cả mọi người đều đi dưới biển, riêng cô đi trên. À, mình thích gió biển thôi, mình không thích nước biển. Nước biển thì nói chung là mình sợ tất cả các loại nước. Đố cô bông này bông gì? Nó bọng trắng trắng đó. Có mùi quế đó. Ủa, trời ơi, mùi quế mà tụi chơi đúng không hả? Nhà mình có cho mùi quế cũng mùi quế. Mùi quế quá bự rồi, đây còn bự hơn nữa nè Phi. Đây mùi quế nè con. Wow, ở nhà mình có một cây quá bự rồi. Hưng phấn của mình, sự phấn khích của mình khi mà mình được ở một cái nơi mà phải nói là nó giống như mình cực cực, giống như mình ở thứ nhất á, là mọi người biết không, ở đây nó không có bị buồn à, mà ai về gió hưởng thụ, không ai cũng thứ hai nữa là nó cực kỳ hoang dã, cực
thì bây giờ nó thực sự tìm được một cái điểm du lịch mà nó đầy sự hoang dã, hoang sơ nhưng mà đầy đủ tiện nghi như thế này là có đủ các loại hình không? Hoàn toàn hiếm. Thằng con mình nó phát điên vì là nó thích quá đó, nó khùng quá. Đây xa xa kia kìa là cái nơi mà mình sẽ ăn cái ăn tối đây, một cái bữa barbecue là xa xa, tức là nó cũng là trước mặt là barbecue, xung quanh là biển đó. Trước mặt barbecue, xung quanh là biển. Thiệt, xung quanh là biển đó. Trước mặt là gần mà. Ừ. Chứ còn là barbecue. Tức là mình sẽ đối diện với cái lò nướng đó, còn xung quanh là biển. Có biết cái này người ta chơi gì không? Hay là chơi bóng rổ, ai chơi cầu lông? Bóng chuyền. Ở đâu ra bóng chuyền, này là cầu lông. Này bóng chuyền. Ừ. Cầu lông gió, sao biển sao mà chơi con được? Con đi hả, bóng chuyền mà lùng xịt vậy hả? Đố Phi này nó chơi gì? Đây nè, nhưng mà có thể cái này nó chơi cái bóng gọi là đá banh đó. Ờ chứ đá, tại vì gió sao mà đánh cầu lông được. Đây nè, bóng chuyền là này. Đó, bóng chuyền đó. Chắc là cho nít chơi á. Bây giờ thì đi hơi mệt rồi đó mọi người, tại vì cái cát nó nhiều quá. Bắt đầu bóng chân bắt đầu nặng nè. Nặng dữ rồi đó. Đây, những bước chân nặng nè. Bước chân rất là nặng nề rồi, bởi vì á là thứ nhất á là khi mình bước xuống nó sẽ nặng, nó sẽ lún cái bàn chân mình xuống mọi người. Đó, và mình đi rất là mệt mỏi và khổ sở. Mồ hôi đã tuôn ra mặc dù gió biển ào 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 ào. Mây xanh xanh lơ. Vì đắm say tình mơ. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mà ngỡ trong giấc mơ đến đây với em mà ngỡ giấc mơ. Cô nghĩ là có phải khác hợp không? Còn gì nữa đâu mà không với sầu. Càng ngày cái cát nó càng nhiều em ơi. Nó dậy đây mọi người. Bây giờ bắt đầu là tưởng tượng như đi trên sa mạc rồi. Mồ hôi bắt đầu bứa ra rồi. Cô đi được thêm 2 cây nữa không? No. Oh. Đó. Để. Thằng con trai tôi, thằng con nuôi chứ, nó rất là hiểu được cái thể trạng của tôi. Là vì nó đã từng chứng kiến. Nhưng mà tôi leo lên Hòa Bình mà vừa đi vừa thở, nó biết. Cho nên nó đoán cũng đúng hết chứ không phải là sai. Thôi thì buồn mà. À, nhưng mà đất tiếc là ở đây không thể nào mà có xe điện vô được. Cho nên là mình phải cố gắng thôi. Ba biết không, cái vấn đề không phải là mẹ không đi được mà vì cái cát nó quá dày. Cát trắng. Nó quá mịn. Rất là dày và quá mịn. Thành cho từng bước chân nó đi xuống. Mày mốt kinh nghiệm á, nếu mà có sát nước á thì mình ép nước cái cát nó chắc. Có, hồi nãy có đi đó. Đi bên mép đá. Mép đá nãy thằng con trai ruột mình á là nó đã chỉ rồi, nhưng mà sợ không thấy đường té lòi bằng họng. Không dám đi. Mình sẽ đi dép. từng bước chân á. Mình ngon lành lắm mà. Hello. Green Bay. Khu nội dưỡng và tất cả toàn hệ nhân viên của Green Bay đã tổ chức mình cho mình một buổi tiệc sinh nhật rất là ấm cúng và bất ngờ. Thực ra tâm thức của mình đi ra đây là giống như đi nghỉ với gia đình thôi. Cái ngày sinh nhật thì thực sự nó vẫn chưa tới, nhưng mà là bà xã làm trước và lặng lẽ bí mật và thảo soạn với mọi người như nào mình hoàn toàn không biết. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn các con. Cảm ơn.
chàng trai này cũng đang rất là bận nè, Minh Phương cũng đang rất là bận rộn mà nó cũng bay ra đây. Đó. À, con trai ha, con gái ha. Cảm ơn các em nha. Chị chăm 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 chăm. Cái món bơ này nó rất là ngon luôn. Mà đây là một cái món bơ mà của đầu bếp của bên Green Bay họ làm. Cái anh này anh làm riêng, anh nói là bơ trộn với muối với một cái gì đó mình chẳng biết cái hợp chất nó là cái gì mà để ăn cái bánh mì thì nó ngon khủng khiếp. Và bây giờ khi mà ăn bánh mì rồi ăn cái súp, tôi gọi là súp măng tây cua này, có thể trời ơi, thì mọi người tưởng tượng là nó sẽ ngon như thế nào, và khi ngon rồi ăn hết rồi thì mình sẽ như thế nào. Nhưng nhờ có vanilla mình cũng sợ nha mọi người, mình ăn bình thường mình không có cái việc gì mà mình phải sợ cả. Đó là cái mà tại sao mình không thể bỏ vanilla được. Để hợp lý nè. Yeah. Ôi ôi, bởi vậy á, ở đây ở đây lúc nào cũng làm cho mình thực sự lúc nào cũng làm cho tự nhiên bất ngờ với lại ngạc nhiên. Tại vì khi mà mình nghe nói là cái món chính là món steak á, thì lúc nào mình nghĩ là nó sẽ là một cái tảng steak bự giống như là, tại vì đây cái ở đây cái resort này rất nhiều người nước ngoài, thành ra là trong đầu mình suy nghĩ là phải nửa cái đĩa này, nhưng mà rõ ràng khi mà bạn này bưng ra cái mình muốn ăn nữa, muốn ăn nữa, bởi vì nó rất là vừa với người Việt Nam luôn á, mà nhìn nó rất là hấp dẫn. Yes. Ở đây các món ăn mà đề co người đó là xuất sắc. Quay. Món ăn mà đề co là xuất sắc. Cách mà bài trí mấy bữa mà ăn sáng ở trong phòng này, rồi để lấy ra lại mình trình bày món ăn á, mình ăn bằng mắt mình thấy ngon rồi. Đúng rồi. Đó. Ôi trời ơi, đúng rồi, vậy mình mới cảm thấy là hai vợ chồng mình phải cảm ơn bên Vanity thiệt á. Bác sĩ Hưng với lại là với tức là bác sĩ Hưng với Vanity, phải thực sự là nếu như chưa gặp mọi người á, mình không dám ăn cái này luôn á, tại vì ăn mình sợ là sẽ lên ký trở lại. Nhưng mà hoàn toàn không, bây giờ mình không sợ điều đó luôn. Con ơi, ra đây nè, tới ba món lận, con sẽ phải giúp mẹ, con sẽ phải giúp mẹ một món. Như vậy là theo con, và con sẽ giúp mẹ món gì? Con chẳng một món gì, có gỏi cuốn nè, cái gỏi cuốn nè, gỏi gì nó quên, chị quên rồi. Gỏi xoài và bánh xèo. Con là gỏi xoài, ok. Nhưng mà trước đó là đó, giờ mời em nói tiếp. Cái thú vị hơn ở đây là cái việc này nè. Dạ, em trước khi mà vào cái căn bếp này thì mình sẽ đi trải nghiệm hái rau. Yes. Trời ơi, chị cực kỳ thích cái điều này luôn. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi hái rau. Bây giờ chúng tôi có một người tourist guide nữa, đó là ông chủ của Green Bay. Rồi, mời anh. Tôi xin mời anh. Con, Pumpkin, thực ra mình rất là thích hái rau á. Rất là thích luôn. À, cái chuyện mà ngày xưa lúc mà hồi còn nhỏ đó, là cái chuyện mà mấy đứa con nít nó ngán nhất là cái gì mọi người, là nhặt rau á, là coi như là hỗ trợ mẹ bằng cách là nhặt rau nè, vo gạo nè, hay là rửa ráy tất cả mọi thứ. Cái điều mà con nít thích á là đứng nó nấu. Nhưng mà ngược lại á, mình là cái người rất là thích nhặt rau, rau muống nè, rau cần nước nè, rau tất cả loại rau, rau ngót, rau tất tần tật, mình rất là thích nhặt. Không hiểu lý do tại sao nữa, tại vì khi mà mình nhặt những cái sợi rau đó, và nhất là khi mà mình thanh lọc được cái rau giữa rau non và rau già đó, mà phân loại ra rồi á, là tự dưng á, từ một cái bó rau muống đó, nó có những cái mà nó như là úa nè, rồi thối nè, rồi già, ví dụ vậy ha. Xong sau khi mình lọc ra rồi được một cái rổ rau xanh đó, trời ơi, cái cảm giác của nó lạ lùng đó. Đó, không hiểu tại lý do tại sao. Gạo vo cũng vậy, hay là nói chung là cho nên là cái mà mình hứng thú nhất sẽ là lúc mình đi lặt rau này mọi người. Đó, đi hái rau. Đó, bây giờ bắt đầu giống như mình đi ra cái trung tâm. Tức là những con đường nhỏ này là các phòng đấy. Những con đường nhỏ là túa về các phòng, và đây gần như là trung tâm của gọi là Green Bay này. Dễ thương quá. Cái mà mình thích nhất ở đây là cây xanh đó mọi người. Cây xanh phải nói là không, tức là cây xanh không thiếu ở bất kỳ một con đường hay là bất kỳ một cái một cái nhà nghỉ nào ở đây đó.
Cho nên rằng mặc dù hôm nay là cái tiết trời cực kỳ nóng, nóng lắm luôn, nhưng mà nó rất là tươi, cái không khí tôi gọi là fresh, là rất tươi luôn. An có đi với chị không? Sao nãy giới thiệu tourist guide đã rời rồi em không đi? Không lý do nào mà không thể đi. Đây là cái rau bí nè đúng không? Hay là rau của dưa hấu? Đúng không? Dưa hấu nè. Yeah, đây là hành nè. Đây là ngò rí. Ngò rí, đây là rau thơm. Em để đó chị hái cho. Đây bây giờ mọi người ơi, khi mà ăn bánh xèo thì cái rau mình cần sẽ là rau húng quế, rau xà lách, rau ngò. Và không có hành đâu đúng không cưng? Không có hành, dạ, có vâng. Rau cải. Đây, giờ mình phải... Em vậy là mình hái vừa phải thôi nha. Tại vì đây là rau xanh cho nên mình phải tiết kiệm. Rau gọi là rau... Con ra đây. Rau sạch. Mẹ. Rau gọi là không phải rau mà rất là gọi là tự nhiên á. Organic, yeah, đúng rồi, organic. Rau theo mùa ghê chưa? Đấy, chút xíu mẹ sẽ ăn những cái rau mà mẹ hái nè. Sung sướng lắm. Tham gia là mình tùy theo cái giai đoạn đó, chị mình chặt lúa, mình trồng. Và với một cái tour thì có nghĩa là mình sẽ là cái người đăng ký cái này đúng không? Đó thì lúc đó thì mình mới biết là cái giai đoạn Ủa em như vậy thì ví dụ đi mà một cái lần mà mình đăng ký như với cái trải nghiệm như thế này thì cái giá thành là như thế nào? Nhưng mà mọi người phải nhớ cái trải nghiệm này nha, rất là tuyệt vời, nhất là khi mà mình đi mà có gọi là con á, con cái đi theo á, là thực ra nhiều khi phải về tới đồng quê, phải về tới gọi là tới hè mà về quê á thì mới có thể được trải nghiệm. Bên kia có rau muống thì chị. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ được trải nghiệm cái này. Ủa nhưng mà bây giờ mình chỉ có xà lách thôi chứ mình đâu có cải cây đúng không? Cải cây mình có không anh Trình ơi? Không. À, hiện nay mình không. Đây cải này được. Đây. Bẻ xanh kìa, bẻ xanh đó đúng không chị? Đây bẻ xanh, đây đúng rồi. À, có cái này nhớ cảnh chị quay gạo nếp gạo tẻ. Làm cải chua phải phơi rồi phải gì đó đúng không? Và chị có cái gì đó, chị có cái một cái vườn, cái bà đó bà có một cái vườn cải đó, yeah. Tự trồng, yeah. Đó và bà sẽ rất là hay bà sẽ rất là hay tự hái để bà nấu nướng cho gia đình. Quá organic. Mình sẽ hái ăn vừa đủ chứ mình sẽ phải cực kỳ tiết kiệm những cái rau này. Thì ngoại trừ là mình làm những cái lớp nấu ăn này thì rau này là cũng được phục vụ ăn sáng nữa. Mình là sẽ có đội ngũ ra mình lấy cho để mà ăn rau tươi buổi sáng đó chị, cũng như phục vụ trong ngày nữa. Ông chủ của cái khách sạn này là phải là người mà cực kỳ yêu thiên nhiên, nó yêu gọi là yêu lắm á. Thật sự là mà nói là hồi xưa vậy. Chị biết là em sinh hoạt ở đội nghiên cứu thiên nhiên của nhà. Chị thì là ở đội ca đấy em. Vậy là mình cũng từ cùng gốc mà ra đúng không? Từ gốc mà ra. Đó có rau muống đây nè mọi người. Trời ơi. Hái một chút xíu rau muống và mình gọi là ngâm với tôm khô xong mình đâm ra mình nấu ngọt em ha. Ủa rau răm nữa kìa chị. Không, rau răm thì mình sẽ không ăn với bánh xèo. Bây giờ mình cần xà lách. Vài đòn xà lách nữa là đủ. Thích quá à, rau răm nè mọi người ơi. Xà lách đây. Vài đòn xà lách. Thích quá à. Cái gì cũng vậy á, mình thú cưng á, thì mình nuôi thì mình thương. Rau á, mà mình trồng á, thì mình xót. Thành ra nhiều khi á, trồng rau xong rồi á, không muốn hái ăn á. Xót á, kiểu như là tiếc á. Đó, rồi. Tôi nghĩ là nhiêu đây là tôi đủ cho một cái món ăn của tôi rồi. Đây, nhiêu đây là đủ một cái bữa bánh xèo tự đổ của tôi rồi. Trời ơi, đi ngang đây rồi mới thấy nè, cái cà tím thấy ghét ghê chưa mọi người. Đây là trái mà, trái này là trái non nè. Nhưng mà đây có những trái rất là bự luôn nè. Wow, trái ăn được rồi luôn hả em? Dạ, trái chuẩn bị ăn rồi. Củ cải trắng nữa, trời ơi.
trải nghiệm mà gọi là làm kim chi chẳng hạn. Đây, mọi người coi cái vườn rau nè, nó giống như một cái thung lũng vậy đó. Xong bước lên đây cái là cái hồ bơi, gọi là hồ bơi gì? Hay gọi là cái hồ bơi gì á con? Hồ bơi vô cực đây. Hồ bơi vô cực và nhìn xa xa là cái biển riêng của Green Bay luôn. Dài 700 mét đấy. Dài 700 mét mà không có chung đụng với bất kỳ một cái nơi nào cả. À thì ở đây là mình có rất là nhiều dịch vụ để mà cho khách ở, là mình có cái giác trong suốt nè. Có thể trải nghiệm văng lưới đánh cá. Ồ, được văng lưới bắt cá luôn. Ồ. Rồi có cả lớp học bơi cho những ai. À lớp học bơi, còn này là cái gì? Là hai người double cái thuyền là trong hai người á. Đi thuyền kayak trong hai người. Dạ, tại vì ngoài này mình có cái rặng san hô rất là đẹp. À, tức là rặng san hô và mình sẽ đi cái kiểu mà cái dạng mà thuyền mà nhìn xuyên qua được trong suốt để mà thưởng thức san hô. Thực ra mình cứ nghĩ là nếu mà ở Phú Quốc thì mình ở thì 3 ngày là mình sẽ trải nghiệm được tất cả mọi thứ. Nhưng mà rõ ràng bây giờ 3 ngày vẫn là chưa đủ được mọi người. Thôi, bây giờ mình phải về một bánh xèo đã rồi tính tiếp. Ở Bí Ngô, trong những cái rau này là Bí Ngô ăn được rau gì? Không, nhưng mà lạ nha, cái rau mà mình trồng mà không có thuốc, không có gì nó rất là thơm. Con ngửi thử cái rau ngò thơm. Chứ bữa anh cũng bị rồi, hai người ngồi thơm lắm luôn. Nên đó, rau xanh. Cái này là thực ra nếu mà hai mẹ con ăn là bị dư rau. Thì mình phải ăn, cố gắng ăn hết. Vì nó rất là organic luôn. Em, dạ vâng. Tiếm chấm điểm nhé. Dạ vâng. Trời ơi, cái bạn đầu bếp này nêm nếm món ăn quá ngon luôn. Chị cũng nổi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ làm món gì trước vậy cưng? Dạ, em sẽ hướng dẫn làm món gỏi xoài. Dạ vâng. Gỏi xoài thì có trong này em có bông và có xoài và một số rau thơm. Thì nguyên liệu em đã bày ra đây hết rồi. Bây giờ vậy nha, bây giờ thực ra là vậy nha. Từ hôm qua nay á, là chị ở hai hôm rồi, chị ăn những cái món ăn ở đây là món Âu nè. Gọi là buffet mà đón tụi chị nè. Rồi cái tiệc sinh nhật của ông xã chị nè. Thì chị thấy rằng với lại là ăn tự chọn buổi sáng. Thì chị thấy là đồ ăn của em nấu rất là ngon. Thành ra bây giờ là chị sẽ làm theo hướng dẫn của em. Em nói chị bỏ cái gì vô để chị có thể sẽ chôn được một chút bí quyết về để mà chị nấu cho ông xã chị ăn. Đây bây giờ em nói chị đi, lấy cái gì vô trước đầu tiên? Dạ vâng, thì bây giờ là mình trước là mình lấy xoài. Rồi xoài, rồi đây xoài nha, đúng không? Rồi, lấy hết chỗ này không? Lấy hết luôn. Đây là cái liều lượng mà em đã làm rồi đúng không? Rồi, ok. Xoài, xong đó đến cà rốt đúng không? Bỏ cái bông này bông chân thôi đúng không? Dạ, một chút đây. Cà rốt như đây đủ rồi hả? Dạ vâng. Rồi, ok. Rồi rau thơm thì mình chắc là mình chóp mình bỏ vào. À là bỏ sau đúng không? Rồi để đây, em để đây chị sẽ cắt cho em. Em đổ cái bánh đi, em cứ đổ bánh bình thường đi, xong chút xíu chị sẽ nghía rồi chị bắt trước, chị đổ. Đây chị sẽ cắt. Đúng rồi. Rồi đây chị sẽ cắt cái này ra cho em. Rồi bây giờ em nói chị làm gì nữa đi. Chị đeo vào tay xong rồi đâu là chị bóp, chị trộn cho em cái này. Ô không, chị sẽ không đeo mà chị em bóp. Chị nêm thôi. Vậy thì chị sẽ nêm cho em cái này. Mọi người ơi, đây là bí kíp mà mọi người. Mấy muỗng hả em? Cho em 3 muỗng. 3 muỗng. Đây là nước mắm mà bạn đã làm rồi. Mà vấn đề nó ngon là ngon ở cái chỗ nước mắm này nè mọi người. Rồi, 3 muỗng rồi. Dạ. Em bóp đi. Nhớ nha, coi như là xoài nè, cà rốt nè, hành nè. Rồi, nước mắm ngọt. Mình bóp cái này thì mình bóp nhẹ để cho nó đều, hạn chế nó bóp mạnh tay, không mạnh tay thì nó sẽ bị ra nước, nó tiết ra cái hành nó ra nước thì cái gỏi của mình nó chảy nước, nó sẽ không ngon. Chị cũng sẽ đeo vào tay biết sao, để chị tí nữa chị làm mà thử gỏi cuốn. Gỏi thì không thể nào mà thiếu dầu hành, cho dầu hành một chút vô thì nó sẽ thấy thơm của cái gỏi của mình hơn và nó ướt được. Dầu hành là dầu hành hả? Là từ cái hành tím mà mình phi lên đó chị. Mình phi lên và mình giữ lại cái dầu đó chị. Cái hành tím á, hiểu rồi. Tức là khi mà mình phi hành tím là nó sẽ thành hành khô đúng không? Dạ vâng. Cái dầu đó mình giữ lại để mốt mình làm gỏi. Dạ vâng.
bí kíp luôn. Còn mình cũng đó. Rồi cho một chút dầu hành đúng không? Rồi cái gì nữa? Rồi chị cho rau thơm vào. Rau thơm. Rồi bây giờ là đến tôm đúng không? À tôm là mình rắc lên trên. Dạ vâng, tôm. À với đậu phộng mình rắc lên trên luôn. Dạ vâng. Nhưng mà mình chần nóng đi mà cưng. Tại rồi lúc ấy mình chần rồi, bây giờ mình làm lại cho nó. Chị nếm thử đi. Chị nếm thử xem là cái gia vị nó vừa chưa. Tôi thì mới lại thêm một chút mắm để cho vừa của mình ăn với thịt chanh. Chiên xoài thì chua rồi. Chị nghĩ là được. Nó hơi bị nhạt chút xíu à. Dạ vâng. Cho thêm một cái này xíu là được. Mình lắp một chút select cho nó đẹp. À trang trí quên. Trang trí một chút cho nó hấp dẫn. Đúng rồi. Để cho nó cao lại cái đĩa đồ ăn của mình. Và cái rau này chính là cái rau lúc nãy mà chị mới hái tại vườn đây. Đúng không? Rau này cực kỳ ngon. Thường thì chị thấy là không có lấy hết đâu. Cái này phải chia làm mấy đĩa nè. Đúng không? Vâng. Như thế này thì đối với em thấy là đủ chưa? Dạ đủ rồi chị. Đủ rồi ha. Đó, mình cho thêm một chút rau thơm, để mình đặt một chút bông hoa, hoa lá cành. Giờ chỉ còn tôm thôi đúng không? Đúng rồi. Lấy tôm ra xong, mình dâng lên. Tôm này muốn nó ngon thì mình cho một chút mì ướt ra, cho một chút nước nóng gọi để mình bóp cùng để ăn tôm nó có cái gia vị ngấm mà không bị khô tôm. Đều. Tôm là để nguyên con hay cắt đôi ta? Dạ mình để nguyên con mình ăn đã chị ạ. Vâng. Mình để lên trên, mình xếp con tôm lên trên nhìn cho nó đẹp. Mình sẽ phải để thư nó ra, không để quá là che đi mất cái gọi xoài mất ngon. Rồi sau đó là mình cho một chút đậu phộng lên để ăn có vị bùi thơm. Cho một khúc hoa lá cành đồ này kia đó. Vậy là mình đã xong rồi. Rồi. Mình sẽ gửi cho quý ông. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái món thứ nhì ha. Hướng dẫn là nổi tiếng để gói bột đến một bột. Trên gói bột. Em hướng dẫn là làm thêm món bánh xèo. Món bánh xèo này thì em sẽ đổ là làm theo cái cách bánh xèo miền Trung. Bánh xèo miền Trung của em là đặc biệt là em có cái thêm cái bia Sài Gòn là để cho nó giòn được cái đế, nó thơm. Đấy, nó giữ được lâu. Mình chỉ cho một chút, mình có liều lượng và em gồm cho công thức rồi. Dạ em đã bỏ công thức rồi. Thì cái bánh xèo miền Trung của em thì em có thêm hành, một chút hành và mình sẽ cho dùng cái dầu này. Rồi, mình dùng này cho nó sang thơm nữa đúng không? Dạ vâng, thơm nữa. Làm cái mà nó rất là nhiều nhân, siêu nhân luôn, siêu topping luôn. Cho ăn đã đời. Siêu topping luôn. Vâng. Dạ. Cả mực chứ xèo, bánh xèo miền Nam á là giá với lại là đậu. Dạ, đậu xanh. Thực ra là không có đũa, em không chuẩn bị đũa, em chỉ có kẹt thôi. Bình thường thì mặc định thì là mình cho thêm hành và một chút giá để mình xào. Nhưng mà những người mà những bạn mà ai không được hành thì mình không cần cho cái này cũng được. Cái nhân thì nó là tùy. Wow, nó có cái sự mà trứng của tôm luôn hả em hả? Dạ vâng. Tức là mình canh bao nhiêu lâu, tức là cái này thì theo em thì bao nhiêu lâu thì... Mình cỡ khoảng độ 4 phút. Tại vì cái nhân thì mình xào nó cũng chín, nó cũng sơ sơ rồi. Hôm qua mình đợi đạt được cái bột nó được chín. Nhưng mà vừa ra khoảng 1 phút mà ngoài này nó hơi gió nên mình phải kiểm tra thường xuyên nó gì. Thế khi mà cái màu nó vàng đều như vậy á, là cái bột nó đã ok gần chín. Thì bây giờ là mình muốn nó giòn là mình phải bỏ nó ra. Mình phải bỏ ra, mình không đậy nữa. Muốn nó giòn thì phải bỏ cái này tuyệt đối là phải bỏ cái nắp ra. Mình chám thêm một miếng dầu cho nó đừng dính ha. Để cho nó không bị dính và nó dễ, nó nhanh được hơn. Bánh xèo miền Trung mà chị ăn là chị ghiền luôn. Thật ra hôm nay là sinh nhật của chồng đó, thành ra là mình sẽ làm hết sức để có thể là vừa lòng chồng. Thôi. Chồng nói ngon thì mình sẽ mặc định là mình nấu ngon, còn dở là mình phải học tập thêm. Ủa, sinh nhật của ai luôn hả? Đâu đợt này được sinh nhật mà. Ok, cắn cái miếng tôm này nè. Chưa
bự quá. Bự quá thì cắn thôi. Sao sản phẩm mình đang làm sao? Cái thấy nó rất là good rồi. Sao quỷ? Sao còn em sao? Em đã ăn rồi. Cảm ơn mọi người. Bây giờ tiếp theo sẽ là món bánh xèo miền Trung. Mọi người chờ nha, bánh xèo miền Trung. Tới chị nha, chị Chiên thử rồi, nha. Được rồi. Đây thì em sẽ làm một cái mẫu là mọi thứ nó nằm ở trong này luôn. Đây là cái màn rất là hồi hộp đấy mọi người. Mình nhìn á, mình tưởng nó đơn giản đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là không đơn giản đâu. Hồi nãy bạn làm rất là, cái thao tác của bạn cực kỳ nhẹ nhàng. Sao mà tôi thấy tôi lóng cống quá, cái con dao đâu nhỉ? Ồ, mời em. Dân nhiều thịt của ăn cho nó đã. Không sai sót miếng nào nữa. Nhưng mà chắc chắn là không ngon mà của người ta, ngộ nghĩnh rồi đó mọi người. Người ta là gọi là đầu bếp của nhà hàng resort 5 sao. Người ta chỉ như vậy thôi nhưng mà không biết mình làm thì nó sẽ ra cái gì. Ui thơm quá thì mình nghĩ là mình nghĩ là mình không bao giờ có thể được. Một muỗng này đúng không? Không. Đó, bây giờ mình có cần cho lửa lên không hay vẫn dư? Mình để nhựa lọ, lửa nhỏ để cho nó chín được cái đó chị. Anh có biết em biết một cái bí kíp gì không? Thực ra bánh xèo là mình cũng biết đổ, nhưng mà ngày hôm nay mình biết một cái bí kíp ở đây nè. Pha chung với bia nó mới giòn. Đó là một cái mà hôm nay mình hoàn toàn mình mới biết. Là bạn ấy sẽ pha chung với bia. Và cái có nghĩa là cái bánh xèo mà chiên là bằng cái dầu hành. Dầu hành là sao? Khi mình phi hành tím á, để làm hành khô á, là giữ cái dầu đó lại. Giữ cái dầu đó lại để mà trộn gỏi cũng sẽ trộn bằng cái dầu đó. Chiên bánh xèo cũng chiên bằng cái dầu đó luôn. Nó sẽ rất là thơm, nó thơm cái mùi hành mà nó không hề có hành cháy. Đó là hai cái mà mình mới biết tức thì luôn. Làm cho em cái nha, tại vì cái này hồi nãy là chị quên chưa gỡ ra. Đây là rau mà rau tươi luôn. Rau tươi mà hái ở vườn nhà em á. Đó. Cái bánh nó rất là giòn luôn. Ngon hấp dẫn lắm. Rất là giòn nha, giòn thơm. Làm bằng bia. Đó, bạn ấy bia vô. Là tôm. Có nhiều đậu xanh. Đây là coi như là đây, em ăn thử. Bia là hái đậu tại chỗ. Đó, dạ, không chủ tính sao. Thực ra mà nói hả là cái nước mắm này là cái bạn bếp trưởng bạn nói là chưa phải nước mắm để mà chấm bánh xèo theo đúng tiêu chuẩn của bạn đâu. Nhưng mà bạn nói là cũng có thể được khoảng 70% cứ dùng thử thôi. Thì bánh xèo là món mình khoái khẩu. Thì sẽ hấp dẫn. Đó, cái bánh này là bánh của bạn làm nha, còn bánh tiếp theo đây mới là bánh của em. Rồi xong rồi. Mồ hôi kinh lắm. Có nghĩa là hồi nãy mình đã đoán trước rồi. Có nghĩa là ngộ lắm. Bếp trưởng người ta không giấu một cái bí quyết nào hết. Người ta nói hết cho mình. Nhưng mà cái ngon hay không ở đây nó lại là một cái quen tay. Và cái liều lượng mà người ta bóc. Ví dụ như là cũng cái muỗng đó, nhưng chỉ xê xích nhau một chút xíu thôi. Cái bánh nó cũng khác liền. Dày hoặc mỏng là do cái đó. Đây cũng làm tay bếp từ cái phát thế này. Thì đó đó. Cái kiểu cho nên là hồi nãy lúc mà chị đổ, chị đã nói là mình làm không có sai một cái bước nào, bạn chỉ cho mình. Không sai một bước nào nhưng chắc chắn sẽ không thể nào ngon như của bạn. Cái feel là mỗi lại những cái quen tay cái ngộ ghê á. Như vậy kia hồi diễn là chị diễn được rồi. Ừ đó. Hay ho vậy đó. Còn cái gỏi cuốn thì mình không dám làm. Tại vì cái đó nó hoàn toàn là do khéo tay và rồi cân chỉnh rồi. Cho nên thôi mình để bạn làm đi. Chị rất muốn thử món của chị thôi. Cưng cưng lấy cho cô miếng rau đi. Bé. Miếng rau với cái bánh xèo của cô nha. Cô đang rất hồi hộp.
Dạ. Rồi sau đây xin mời anh Floyd. Anh ngồi đây anh thử thử test cái của mẹ con nó ra làm sao. Bánh xèo mẹ làm. Bánh xèo mẹ làm chắc là cũng giống bánh xèo đó. Đây, giới thiệu với chồng với lại là anh chủ. Đây là món bánh xèo do tôi đồ lại y chang. Không nhìn cũng đẹp chứ. Dạ, thì tại vì cái công thức đẹp là của bạn mà. Đây, đẹp xin mời. Còn đây là gói cuốn của bạn kia. Đây, đây ạ. Để em chụp cuốn Facebook nha. Mình sẽ chia ra làm 4 nha mọi người. Miếng ngọt này quá nhiều, mình chia làm 4 luôn. Chứ của em đâu, không. Em ăn chung với em sẽ ăn chung với anh, đó mới tình tứ. Cho bia vào, để ra cho nó tạo cái bột. Cái thô là thơm mà giòn nữa. Giòn, rất là hay luôn. Trời ơi, cái rau này là rau vàng bạc kim cương đó nha mọi người. Ngon mà, sản phẩm mình làm ra hơi bị ngon. Không có dày một xíu không sao. Mà thực ra đâu có thấy dày đâu. Là do chú kia, chú đầu bếp là bánh xèo à. Bữa nay không có chiêu này luôn. Nó có cái vị bia nó hơi khác chút xíu, thực sự là hơi khác chút xíu, đúng không? Có cái vị bia. Làm thử chơi mấy món mà thì hết sức hấp dẫn. Đây này vẫn còn đây nè. Đó. Cái này đó là cái gì? Là tôm hai tôm, gọi cuốn hai tôm. Cuốn hai tôm. Còn đây là ăn thử cái gọi xoài nè. Rồi gọi cuốn nè. Bánh xèo. Sao ý thấy mấy con thấy ngon không? Giờ hỏi ba trước nè. Đồ này thấy ngon không? Đó, bây giờ nhân vật chính trong cái buổi tiệc á là nói trước nè. Thực sự ra thì trong cái không gian này đã thấy ngon rồi. Mà đích thân bữa nay bà xã mình vô là chỗ tài làm bếp ha. Ngon. Đây là một cái trải nghiệm đó. Của Green Bay đó ba. Thì đó, ngay tại Green Bay. Cái anh đầu bếp của Green Bay là hướng dẫn cho mình là. Nhưng mà cái bánh thực sự mà nói là cái hương vị cái bánh xèo rất là lạ, ngon đúng không? Rất là ngon. Cái này mới đang ăn chơi, rất là ngon. Chút xíu mới là bữa ăn chính. Thực sự ra mà nói là ăn chơi vậy mình thấy đã. Cảm ơn Trương. Cảm ơn thấy ngon hơn thì thấy mồ hôi nè. Kinh khủng khiếp, mồ hôi đầm đìa luôn. Là cái này thấy là thực sự làm chứ không phải là múa. Chứ không phải múa là thực sự làm đó. Đây ông chủ Green Bay nè, em cho chị cái trải nghiệm em ăn em thấy sao? Quá tuyệt vời, chắc là rất là hân hạnh được ngày mai nấu cho một bữa ăn rất là thịnh soạn. Cảnh đến ở Việt Nam như thế này. Mà ngày mai là ở đâu? Ngày mai trong gạo nếp gạo tẻ. Đó, đúng rồi. Bộ phim mà em rất là ít khi coi phim Việt Nam, nhưng mà bộ phim đó là chờ tập mới ra mà coi, chờ tập mới ra mà coi. Hồi nãy khi nghe mẹ Mai mình gọi là mẹ Mai là sao? Mẹ Mai là mẹ Vân á. Trong phim gạo nếp gạo tẻ. Không, nhưng mà anh phải đính chính cho em là em đâu có giống bà Mai đúng không? Cái nhân vật bà Mai là một nhân vật trọng nam khinh nữ, bà rất là thương, không phải cũng phải trọng nam khinh nữ nữa mà con ghét con thương, con ghét con thương. Mà mẹ Vân là không có như vậy, mẹ Vân là thương đều hết á Phi ha. Phi ha, phải thương đều không? Ngại hả? Rồi thôi, lại là tức là tiếp tục nữa ấy ra mà. Rồi. Rồi thôi. Thì bây giờ cúp máy này cho anh tự nhiên nha. Rồi, bye bye mọi người. Cảm ơn. Cô lâu à? Đủ quá. Nãy thực ra mình kèm đồng cho không, mình kêu bút bánh xe mình ăn luôn. Ngon chú? Ngon, ngon, ngon nha. Chị, đây là cái gì vui là nó cũng sẽ kết thúc. Nhưng mà em gửi chị muốn qua nó không ai. Đừng kể mình. Ôi sao mà gọi là lịch sử đi. Gia đình ở. Ok. Dạ.
đi tập thể dục khó chịu. Đó đấy. Này như là bó hoa thôi, nhưng mà cái đi là cái điều rất nhiều dành cho cả gia đình mình. Nên là anh chị sẽ là cái member đầu tiên của hội yêu thương của Kim Bay Phú Quốc. Wow. Và như là cái đặc quyền này là dành cho toàn bộ gia đình của mình, là mình sẽ được hưởng 30% giảm giá đặc biệt của mình trên cái hệ thống này. Và chứ không phải anh chị không. Membership, the first. Đến đây là em, người chồng em và các con thành viên trong cái gia đình của em ra đây lần này bị bất ngờ hết. Cái bất ngờ này bất ngờ khác rất là ấn tượng, và thật ra em feeling tới ngày cuối cùng đó, từ gặp mà khi mà về cảnh trí rồi về tất cả mọi thứ bài trí ở trong những cái dinh phòng, nói chung tới tinh thần mọi thứ đều rất là feel, rất là vui, rất là hạnh phúc, và đặc biệt ấm áp là khi mà em gặp gặp chị, dạ đi đọc anh em gặp hồ sau bao nhiêu năm gặp Bình Vĩ rồi, xong anh ta kêu cứ về đây có gì ra nước tay chân với anh, nhưng mà lần này có nó về đâu là em thì lang thang với cái tên danh đi ngày xưa, em chưa có gặp chị thôi chứ nội ông thì cũng có nhậu nhẹt rồi thôi đó, nhưng mà sao thì được. Nói chung là em về đây em cứ thấy không khí giống như gia đình mát lắm, mà em rất phải nói rằng là riêng về em vợ chồng em thì tốt thật, đi nhiều nữa cũng thôi cái cảm nhận về đây em thấy đặc biệt là khi tự nhiên bây giờ cái bê tông hóa tất cả mọi nơi và về đây anh chị Nam Phú Quốc là vậy không à? Dạ. Nhưng mà không biết xây dựng anh giữ được cái hồn nguyên si mà tự nhiên vô đây mình nguyên thấy bắt đầu rồi thấy cái rừng nó tuyệt vời quá, màu xanh, cái màn xanh của cây có tuyệt vời quá đó, cái càng đi vô cái đầu ghế từ từ nó ra từ từ, mỗi ngày nó đẹp lên một cái sự thật nào đẹp. Hồi xưa là quy định của nhà nước đó là cái dạng này, tức là chỉ được xây dựng 30% của diện tích xây dựng rừng là 70%. Yeah. Mình không biết sao những cái kiến trúc xây dựng mới bây giờ đó còn là phải Việt Nam mà phải thế phải thế à em yeah. À, nói chung là để cảm ơn những đây. Món quà này về để con thêm cái món quà này nữa thì được quá tuyệt à. Chắc chắn là mai mốt thì phải ra tới thăm luôn anh chị thường xuyên đó. Mọi người ơi, để khoe với mọi người nha, ngày hôm nay là ngày mình check out ra khỏi Green Bay và có một cái sự surprise, một cái sự cực kỳ đặc biệt, đó là mình hai vợ chồng mình được tặng một cái membership đầu tiên, là một khách hàng VIP đầu tiên của Green Bay. Trời ơi, chắc chắn là sau đây á mọi người sẽ đến, và đây là một khu resort mà mình có thể khẳng định là bạn đã đến một lần rồi á, thì bạn không thể không đến lần tiếp theo. Và nếu như trong cái memory của bạn là chỉ cần có cái chữ là Phú Quốc thì chắc chắn là nó sẽ song hành cái chữ Green Bay, có nghĩa là đến Phú Quốc là mình phải đến Green Bay. Yeah, membership đầu tiên, cảm ơn Green Bay. Hôm nay lại được ông bà chủ và gọi là cậu thiếu gia, và Cindy là một người quản lý rất là uyên bác và rất là number one, và một người gọi là vừa 40% kiến nghị, 40% kiến nghị với mọi người. Các bạn nhân viên ở đây thì cực kỳ đáng yêu, trời ơi, tuyệt vời quá.